Ok, xin chào anh em. Hôm nay Ngọc phải shop bên em mới hoàn thiện thêm được một cặp dòng máy lọc không khí bù ẩm và diệt khuẩn thương hiệu Sáp. Thì thương hiệu Sáp bên em chuyên về dòng Sáp này. Đấy, đặc điểm của dòng Sáp thì là tất cả các phụ kiện thay thế rất là dễ, cảm biến rất là nhạy và dễ sử dụng đối với người dùng. Đấy, rất nhiều kiểu dáng mẫu mã. Thì hai em Sáp này đều là đời 2012 em nhé. Bên phải các bạn là dòng KC A50, còn bên trái các bạn là dòng KC 514. Cả hai dòng này đều là công suất 54W và nhau phòng 35m2. Thì bên mình đã đổi nguồn 220V, màng HEPA mới, màng than carbon mới, vải bằng nguồn đẹp. Và giá tại thời điểm này là dòng KC A50 là giá 2 triệu, và dòng KC 514 là 2 triệu 1 anh em nhé. Đấy, mình xin đi vào chi tiết từng con cho anh em. Vì cái dòng Sáp KC A50 với 514 này thì bên em giới thiệu cũng rất là nhiều rồi. Là một trong những model kiểu dáng đẹp và bán rất là chạy. Với đặc điểm là có bánh xe, anh em tiện di chuyển. Anh em sử dụng trong phòng ngủ, phòng khách, phòng làm việc, đấy, tất cả chỗ nào cũng được. Chức năng của nó là sẽ lọc không khí, bù ẩm và diệt khuẩn bằng công nghệ ion anh em nhé. Thì cả hai em này thì bên mình đã sơn xịt lại thân vỏ cho nó đẹp rồi. Đấy, tại vì những cái dòng này về thì một số con nó sẽ bị tượng ngả màu do oxy hóa ở Việt Nam mình, thì nó sẽ càng ngày nó càng nhanh đổi màu, thì bên mình đã sơn xịt lại để đảm bảo cho anh em. Đấy, anh em sơn xịt vào thì anh em yên tâm sử dụng 5-15 nữa không bị ngả màu. Bởi vì cái điều kiện thời tiết ở Việt Nam mình khác hoàn toàn với bên Nhật, nên khi các sản phẩm đồ nhựa đã bị để ở ngoài trời lâu nhớ về Việt Nam thì sẽ nhanh bị đổi màu, vì không khí của mình là khanh hô và nhiệt độ cao anh em nhé. Em này em KC A50 này, mình đã sơn xịt hoàn hảo rồi. Đấy, màng HEPA và màng than đã thay mới luôn. Đấy, màng than em thay màng than carbon, anh em yên tâm sử dụng nhé. HEPA này, than này, đấy. Cái chất lượng của không khí phụ thuộc vào hai cái màng này anh em nhé. Anh em không nên tiếc tiền giữ lại những cái màng than hoặc màng HEPA mà nó bị ngả màu, nó có mùi rất khó chịu luôn. Em này thì vải buồm còn zin còn đẹp nên em giữ lại. Hay cả hai em đều màng jean, mình giữ lại luôn nha em nhé. Tất cả các cảm biến thì mình đã test hoàn hảo rồi anh em. Dòng này thì cảm biến siêu nhận luôn. Cảm biến nước này, hết nước báo đỏ. Cảm biến độ ẩm này, cảm biến bẩn này. Đấy, màu xanh thì là sạch, màu vàng hơi bẩn và màu đỏ là bẩn nhiều. Mình sẽ ví dụ cho anh em ra màu xanh nhé. Đấy, mình phớt cái xe bẩn cái này, đập luôn cái em này nữa cho anh em xem, đổi màu ngay nhé, hai con đều đổi màu. Đấy, tất cả các cảm biến thì bên mình đã test rất là cẩn thận rồi, đặc biệt là cái hệ thống cảm biến ẩm này và cái bụi này. Đấy, là bên mình nếu có là lỗi thì bên mình sẽ thay thế. Riêng cái dòng cảm biến ẩm thì tất cả các bộ này bên mình về 100% là thay mới, bởi vì về cái dòng độ ẩm này nó hay bị lỗi, tức là về Việt Nam mình thường thường nó sẽ báo độ ẩm rất là cao, nó báo tầm 90-95%. Cái suy ra đang cái mùa hanh khô thì máy chức năng bùa của máy nó sẽ không hoạt động, bởi vì là nó cảm nhận được không khí ở trong ngoài độ ẩm cao thì máy sẽ không quay cùng nước và không bùa anh em nhé. Hoặc còn lại một số con nó báo lỗi là độ ẩm thấp quá, ví dụ anh em ấy kiểm tra ở nhà mình, ví dụ hiện tại bây giờ độ ẩm của mình đang là 70% thì có thể nó báo 65 hay 75 vẫn ok, thế nhưng mà nó báo này báo tận là tầm 20, 30, 40 thì là sai. Suy ra những cái một thời điểm thời tiết mà trời rất là lồm, độ ẩm cao mà máy nó báo độ ẩm thấp, suy ra máy nó lại bù ẩm, suy ra lồm càng lồm thêm anh em nhé. Đấy là một số có lưu ý, anh em có thể đi mua ở shop em hoặc các shop khác đều được. Anh em phải kiểm tra những yếu tố quyết định đến cái chất lượng sản phẩm của cái máy không khí. Còn về cái máy là không khí thì thực ra cái nguyên tắc hoạt động nó rất là đơn giản thôi, không khí nó đi qua các màng lọc, nó sau đó thổi lên và dưới thì có nguồn nước để thấm nước và để quay để thổi cái bù ẩm lên thôi. Lên là gì, anh em phải thường kiểm tra cho mình cái màng lọc HEPA và màng lọc than nhá. Đấy, để chứ không khí phụ thuộc vào cái đấy. Đây, màng HEPA này, đây màng than này. Đấy, anh em kiểm tra cho mình nhá. Rồi vải bù ẩm này, cái vải bù ẩm này nó thường xuyên tiếp xúc với nước nên anh em không lý nó sẽ tự bị đóng cặn vôi hóa, nó giảm khả năng bù ẩm và nó sẽ tự mùi tanh mùi chua rất là khó chịu. Đây anh em hãy thay thế đi, chi phí thay thế cũng rất đơn giản thôi. Ví dụ mình báo giá công khai cho em phụ thay thế này, như cái màng HEPA này có tầm 200, màng than 180, cái màng vải bù ẩm này nó tầm 130.000,
hệ thống cảm biến ẩm này 100.000, hệ thống cảm biến bụi này 130.000, những cái thông số đấy để quyết định chất lượng và giá thành một sản phẩm. Nên anh em khi đi mua hãy cân đối, hãy hỏi các cái phụ kiện thay thế ở cái shop nào bán để mình mua cái sản phẩm hoàn hảo vừa với giá tiền. Thế còn thực ra nó nhanh vuông cho anh em ở thời điểm này chả có gì ngon bổ và rẻ cả, chỉ có ngon bổ và giá thành hợp lý thôi anh em nhé. Những cái phụ kiện đấy các bạn cộng dồn vào thì nó sẽ quyết định cái giá trị của sản phẩm luôn anh em. Ok, thì em thứ hai này thì cũng là dòng công suất 54W. Đấy, nhưng mà nó dòng mã KC500i4, nó chỉ khác một chút là nó có thêm cái nút bấm này là mình set độ ẩm bao nhiêu phần trăm. Đấy. Ví dụ bạn muốn là độ ẩm đây. Ấn vào cái phím này cho mình đây, nó nhảy đây. Đấy. Bạn muốn là 70% là nó bù ẩm thế thôi. Thế còn mọi chức năng thì nó hoàn toàn giống nhau em này thôi. Đấy, em này không có, em này auto là cứ tầm 65% là bù ẩm. Của em này bạn gọi thiết tiết lộ ẩm là bao nhiêu phần trăm là nó bù ẩm đây. Bạn ấn đây cho mình 70, 40, 50 tùy theo anh em nhé. Thì cách thức sử dụng bộ này thì mình sẽ sơ lược qua cho anh em cách sử dụng này. À, đây là phím bật tắt này. Đấy. Ở giữa thì dòng tab nó sẽ có gồm 3 phím chính. À, chức năng ở giữa chức năng lọc không khí và bù ẩm. À, bên trái chức năng lọc không khí không. Đấy, và chức năng bên phải chức năng turbo gọi chạy mạnh nhất đấy. Giả sử các bạn đi ở trong phòng mà nó bị hiện tượng bẩn hoặc nó có mùi khó chịu thì bạn ấn cái phím này. Hoạt động ngoài turbo ấy. Turbo hoạt động nhanh nhất ấy. Đấy. Thì ngoài ra ở bên trái nó gồm cái phím menu tùy chọn cho mình. À, chế độ auto đây. Đấy, ấn lên di chuyển nhá. Auto. Auto nghĩa là gì? Thì nó phụ thuộc vào cái hệ thống cảm biến bụi và cảm biến ẩm này. Nếu mà bụi mà bẩn nhiều thì máy sẽ tự động tăng tốc, hoặc là máy độ ẩm thấp thì máy tự động tăng tốc và gió mạnh lên để lọc không khí và bù ẩm nhanh. Còn nếu mà không khí sạch, độ ẩm cao, cho màu xanh hoặc độ ẩm cao này thì máy nó sẽ chạy chậm lại để đỡ gây tiếng ồn và tốn điện anh em nhé. Nhưng còn ngoài ra anh em muốn tốc độ cao, anh em ở đây để lúc nào cũng cao, lúc nào gió mạnh. Đấy. Đây là cái đèn sáng tối này, anh em sợ ảnh hưởng giấc ngủ đây. Đấy, còn từ ra đến lúc mà các bạn dụng thì đơn giản thì một nút tắt này, có nút bật này. Đấy, còn để chế auto cho mình. Đấy, bạn tắt đi, vẫn lưu cái chế độ cũ nhá. Đấy, vẫn auto là xong, tắt, bật. Còn mọi việc thì máy nó sẽ tự động auto làm việc hết. Nên ngoài ra trong quá trình sử dụng, một khi nó báo cái đèn màu đỏ ở đây, nó báo là các màng lọc của bạn đã bị bật, các bạn phải vệ sinh đi. Sau đó bạn ấn giữ 3 giây cho mình để clear đèn đỏ đi. Đấy. Đây phím khóa bàn phím, bạn giữ 3 giây để khóa bàn phím này, không cho chị em sử dụng luôn. Đấy, không bấm được. Đấy. Mở các bạn ấn 3 giây còn lại. Ok, đấy, cách thức sử dụng thì nó hoàn toàn giống nhau thôi. Bên này cũng vậy anh em nhé. Đấy, nó chỉ khác nhau mỗi thêm một cái chế độ sẽ đậm thôi. Ok, thì giá sản phẩm mình xin nhắc lại anh em là KC50 là giá 2 triệu, và KC500i4 giá 2.1. À, tất cả máy đổi nguồn 220V, thay màng lọc HEPA mới, màng than mới, cảm biến ẩm mới, mọi chức năng hoàn hảo, vải bù ẩm zin theo máy còn đẹp còn tầm 90% anh em nhé. Ok, anh em cần liên hệ mình qua số điện thoại 0979 665 264. Mình xin chào mọi người những video sau.